Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải cái khối Rubik là sân mâm, mẹ và con ở 3 nhân 3, ở ngoài 3, ở trong 3 và V1. V1 là nó không có cái gạch ở chỗ này, V2 nó có thêm đường cắt ở đây. Rồi để mình giới thiệu một số cái động tác, một số cái cách đi của cái khối này. Cái khối này thì nó cũng có cái cách đi giống như là mix up vậy đó. Nó đi, đây là cái đường ở này, đường giữa này, mình gọi là đường E, đường E. Đây là E, đây là E, E y, E trừ. Thì nó qua bên này gọi là E cộng, đi nửa chừng là E cộng nè. Đi nửa chừng gọi là E trừ. Đó. Thì đi nửa chừng mình có thể đẩy nó lên đó. Nó có thể pha trộn giữa cạnh và tâm. Thì tương tự như vậy, cái đường giữa này mình gọi là M, đường M nè. Thì có M để M cộng nè, lên nửa chừng. Rồi M này M trừ. Rồi để mình giới thiệu một cái cách đi là mình đưa cái E này vào giữa. Rồi mình đưa nó lên, lên trên, đưa M cộng lên trên. Rồi mình xoay cái U này hai lần. Mình đem xuống lại. Rồi mình khép vào lại. Thì bạn thấy nó sẽ đổi ba cái viên ở trong của bên này nè. Nó đổi qua đây. Cái viên này nó đổi qua đây. Ở trong. Đồng thời cái cạnh này nó cũng bị lật lại một cái. Thì đối với việc mà khi mà bạn giải cái con ở ngoài đó, cái cục ở ngoài, cục lớn đó, mà có một cạnh bị lật á, bạn không lật lại được á, thì bạn dùng cái cách này để lật nó lại. Và dùng cách này để chúng ta có thể đổi ba con ở phía trong. Giờ mình đổi ba con lại. Ba cái viên con, ba viên là xanh ở trong đó. Đó là một cách đi. Rồi cái cách thứ hai là cái công thức thế này. E trừ. M M cộng và đưa lên á. M cộng. Rồi. E cộng M cộng rồi E trừ. Đưa vô đưa ra lại rồi M xuống lại. Rồi U hai lần, 1 2. Rồi M lên lại, E này là E cộng, rồi M trừ, rồi E trừ. Đó, bạn thấy cái này không có thay đổi những trên này nè. Nếu bạn quay này hai lần lại, nên mình để gì cho các bạn dễ thấy nè, thì nó sẽ lật hai cái miếng này lên, mình thấy nó gờ lên không? Nó cộm lên nè. Có thể nó lật cái miếng ở trên và ở phía sau. Cho nên bạn muốn lật lật lại thì bạn để một cái trên, một cái phía sau, làm cái động tác đó. E vào, M lên nè. Rồi, E ra, M xuống. Xoay hai lần. M lên, E vào, M xuống, trả lại. Đó, thì nó khép hai cái đầu này lại. Đó là hai cái cách đi. Còn đây mình giới thiệu cho bạn một cái công thức nữa mà khi bạn giải 3 x 3 ở ngoài á, mà nó có trường hợp đặc biệt gọi là một cái Beretti, thì nó sẽ có hai cái cạnh nó không vào đúng vị trí, mà khi mà bạn cho cạnh vào đúng vị trí thì hai góc sẽ bị sai, hai góc đúng hai góc sai. Thì bạn dùng cái công thức này. Công thức này cũng đơn giản, cứ e trừ rồi xuống xuống lên lên xuống xuống lên lên, mà xuống luôn lên lên là cái mặt F trước, rồi tới E cái nữa, giờ xuống xuống lên lên mà mặt bên này, xuống xuống lên. Là vậy là một lần. Bạn làm 4 lần rưỡi như vậy là xong. Mà bạn cũng không cần tính nữa, bạn chỉ cần làm sao cho cái này nó hết gồ ghề là xong, cho cạnh nó đi về đúng là xong. Rồi làm tiếp. Vô, xuống, xuống, lên, lên. Vô cái nữa, xuống, xuống, lên, lên. Hai lần. Vào,
xuống xuống lên lên vào xuống xuống lên lên ba lần nha. Xuống xuống lên lên xuống xuống lên lên 4 lần rồi lần cuối nè. Xuống xuống lên lên đó, đang làm 4 lần rưỡi như vậy. Thì lát nữa khi bạn giải cái này nó gờ lên, những cái này nó gờ lên nhiều lắm, nhưng mà một chút nữa thì các cái khi mà bạn giải 3 x 3 nó sẽ bị có một cái cạnh nó không vào được. Ví dụ mình giờ giải 3 x 3 thử cho các bạn xem nè. Gấp lên. Giải 3 x 3 ở ngoài. Rồi, lật lên. Làm cho đúng cạnh. Này, thấy cái hai cạnh đúng nè, hai cạnh sai nè. Giờ mình làm cho đúng thì lát nữa nó sẽ có hai góc sai. Rồi. Chuyển qua đây ha. Rồi, đúng cạnh rồi nè. Giờ mình làm cho đúng góc. Góc này đúng. Góc này đúng thì có hai góc sai. Nên mình làm cho cái góc này mấy góc này có hai góc ra đúng ở gần nhau à. Là đây hai góc này đúng nè, hai góc này sai, thì hai góc này đúng nè, hai góc này sai, cho nên đây là cái BRT. BRT bạn xử lý bằng cái công thức hồi nãy mà mình làm cho phần sai nè. Rồi bây giờ mình sẽ rainbow lên chút nữa để chúng ta giải ha. Rồi, nó chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ có cái là cái BRT cuối cùng nó khó vậy thôi, còn mấy cái lại nó dễ lắm rồi. Con này coi gì chứ nó không có khó à. Có một cái làm những cái đường này nó bị lật lên là bạn phải quay lại thì bạn mới đi được, nó bị cản.
À, bạn chờ mình chút để mình thôi khỏi cũng được, ramble ra. Tính ramble cho nó nát nát mấy cái này ra, mấy cái này nó bị cản nha. Con này nó bị cản, quay lại. À, để mình tắt máy một chút rồi mình sẽ ramble ra ha. Rồi tạm thời mình đã ramble nó lên như vậy. Ramble nó lên nó lởm chởm nó trộn vào. Thì việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ làm cho về cái khối hình vuông, có nghĩa là cạnh nó sẽ về đúng vị trí cạnh và tâm nó sẽ vào được đúng vị trí tâm. Vì mình muốn làm như vậy thì mình cứ đưa những cái, đây là những viên lớn này, là nguyên tâm này, viên vuông này, thì mình đưa bằng cách xuống xuống lên lên. Giả sử mình muốn đưa cái viên tâm này vào đây thì mình đưa về. Đó, mình đem qua rồi mình xuống xuống lên lên chỗ này. Xuống. Xuống. Lên, lên. Đó. Thì rồi quay vô lại. Thì cái tâm hồi nãy nó đã lọt vào đây. Cái tâm kia nó, cái cạnh kia nó lọt lên trên. Rồi cứ tiếp tục như vậy chúng ta làm. Ở đây có mấy cái nó nằm nghiêng ngả này. Rồi đem cái tâm này vô đây nha. Xuống. Xuống, xuống, lên, lên. Đó. Rồi, quay lại. Cho cái tâm này vô đây. Xuống, xuống, lên, lên. Rồi, kẹp vô. Có những cái nó bị kẹt thì bạn phải quay nó lại. À, cái này nó không có nhiều trường hợp à. Cái này. Vì mình có cái, đang có cái tâm ở ngoài. À, đây cái trường hợp này cũng đặc biệt á, cạnh này vô, cho nó vô trong. Cái này xuống đây. Giả sử như gì nè, giả sử như bây giờ bạn muốn cho cái này bây giờ vậy ha, cái này nó gờ lên rồi các bạn, nó bị gờ lên nè, vì bạn muốn cho cái tâm này nó xuống đây, bạn bay vô đúng không, vô đây và xuống xuống lên lên, mà xuống là bị kẹt đây, tại cái này nó nằm ngang nè, cho buộc lòng bạn đưa ra lại, đưa ra lại rồi quay cho nó nằm dọc lại. Quay cho nằm dọc lại, nằm thẳng đứng lại, rồi đem vô. Đem vô xuống xuống lên. À, cái này cũng vậy. Không được nè. Thì phải quay lại, kiếm đường khác. Quay nó đi. Quay nó thẳng đứng lại. Rồi, mình kiếm đường khác. Hoặc là mình em này vô đây coi xuống được không, xuống này được nè. À, bị kẹt luôn, kẹt cái đường này, lát nó xuống đường này cũng bị kẹt luôn, vậy nó quay nó ra lại. À, quay nó đứng lại, quay nó thẳng đứng lại, cái này cũng vậy, nó nằm ngang này, quay nó thẳng đứng lại. Rồi lúc này mình mới đi xuống được. Xuống, xuống, là xếp nó vô. Đó. Còn một cái nữa, cái này, cái này cho vô đây thì đem nó lên trên. Rồi cho nó xuống đây thì cái này nó nằm ngang, vậy thì né nó ra, quay này lại, rồi đem nó vô lại. Cái này làm dọc ok rồi. Xuống, xuống, lên, lên. Rồi xếp vô. Rồi vậy là chúng ta đã đưa tâm về đúng chỗ và cạnh về đúng chỗ. Còn mấy cái đường G này nó nổi lên, ta dùng cái công thức khi nãy. Đây. Hai cái viên này G lên, mình để cái ở trên bên này và cái ở dưới bên này. Rồi làm thôi. E vô. Rồi M lên. E lui về.
em mở xuống, xoay U 2 lần, 1, 2, em mở lên, E vô, em mở xuống, E về, đó, chúng ta đã xong. Rồi cứ tiếp tục, ưu tiên những cái nào có hai viên nó nằm trên cùng một cái. Rồi mình làm mất hai cái này, E vô, em mở lên, E trở lại, em mở xuống, U 2 lần, em mở lên, E vô, em mở xuống, E ra, rồi xong. Ở đây hai cái này à. Lát nữa mình để cái này ngang không được cho mình phải quay lại. Nếu mà giả sử bên này nó có cái thanh nằm ngang bạn cũng không làm được, phải mới quay lại nha, quay cho nó dọc lại. Rồi E vô, mở lên, E ra, mở xuống, U 2 lần, mở lên, E vô, em mở xuống, E ra. Làm cho tới khi nào hết thôi, nó thành từng cặp thôi chứ nó đây. Còn viên này với là viên này. Vậy còn hai viên nó ở hai đầu này, thì một là bạn làm hai viên này lọt rồi ghép lại, không thì bạn dùng cái cách mà mình nói đem hai này đem qua. Rồi mình đem cái viên này qua đây ha, đưa vô, đưa lên trên, xoay hai lần, đưa xuống, trả lại, thì nó sẽ đổi hai cái thằng này cho nhau. Rồi quay lại làm thôi, quay cho nó thẳng đứng lên nha, này thẳng đứng, này thẳng đứng nè. E vô, mở lên, E về, em mở xuống, xoay hai lần, em mở lên, E vô, em mở xuống, rồi trả lại. Vậy là chúng ta đã giải xong cái phần lởm chởm cái G lên. Quay giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba chúng ta sẽ định tâm, định tâm và ta giải cái 3x3. Trắng đây thì đỏ đây, xanh này, vàng này sai nè. Vậy thì chúng ta sẽ xanh này sẽ lên đây thì chúng ta đổi. Đổi hai cái thăm qua. Đó, đổi hai cái thăm qua. Rồi. Quay lại. Trắng đây xanh này đúng rồi. Cam này đúng rồi. Rồi, vậy mình đổi cái vàng lại cái vàng lại cái xanh lá này là xong. Điểm vô. Rồi, đổi lại. Đó. Rồi, kiểm tra lại nè. Trắng trên, đỏ trước, vàng dưới, dương phải, lá trái và cam ở phía sau. Đúng rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ giải 3x3 dựa theo cái tâm ở trong này để xem có bị parity hay không. Nếu có bị parity thì chúng ta làm cái công thức kia đi để chỉnh nó lại. Trắng xanh này, trắng cam lật lại, trắng dương, trắng đỏ. Rồi xong, đưa góc lên. Cam lá này, lá đỏ nè, cái này sai đem ra, đỏ dương, dương cam ở đây, rồi, đỏ dương bên này. Rồi, ta xong cái mặt đầu tiên ở trên. Rồi giờ chúng ta làm cảnh. Xanh cam lên đây, giải 3x3 nha các bạn. Rồi. Xanh đỏ lên đây, xanh dương cam lên đây,
Đó, dương lên đây. Rồi xong. Chúng ta coi này. Cái này chúng ta bị một cái BRT này. 1 vàng, 2 vàng, 3 vàng. 3 vàng là số lẻ. Vậy mình phải lật một cái cạnh vàng lên. Lật cạnh này lên đây. Đem lên. Xoay nó lại. Đem xuống. Ghép nó vô. Rồi, nó đã lật lên. Rồi mình sửa lại cái cạnh kia. Cái này chạy qua, mình đem qua. Đem này xuống. Mở dựng lên đây. Cạp lên đây. Từ từ để coi lại cái tâm có đúng không hả? Ở tâm ok. À, còn một viên nữa đỏ xanh lá. Rồi xong nha. Bây giờ hai vàng này nè, hai vàng là đúng rồi. Rồi giờ mình lật lên thôi. F U R V D F. Rồi lật lên. Lật lên cho về đúng vị trí. Xanh này đúng rồi. Con này qua đây, con này qua đây. Con này lên đây. R, U, R, U, R, U, U, R. Rồi, đúng vị trí. Đây ta làm góc, đưa góc về đúng vị trí. Góc này đúng rồi. À, góc này chưa. Góc này chưa. Rồi, đưa về vị trí là. Vậy là ta không có bị BRT gốc. Đây, góc này đúng. Góc này đúng. Để lật lên. G, D, R, D, G, D, R, D. D, G, D. R, D, R, D, R. Xong. Rồi, vậy là chúng ta không bị BRT. Mà nếu như ở đây có bị BRT thì bạn làm như khi nãy cái công thức mình nói lúc đầu là làm xong các bạn giải lại. Bạn giải cái G rồi bạn giải lại để kiểm tra cái bài nhân 3. Rồi. Bây giờ chúng ta đã qua giai đoạn đó luôn. Rồi bây giờ chúng ta ghép những cái viên này. Bây giờ kiếm cái mặt nào ghép trước, cái mặt trắng ghép trước đi ha. Đây trắng. Đưa cây này qua đây. Ghép hai này vô. BRT cũng dễ, làm công thức đó rồi giải lại thôi. Chỉ mất công thôi chứ không có gì khó. Bây giờ ghép con này qua đây nó sẽ lật ngược lại đúng không? Con này qua đây lật ngược lại, cái trắng này nó ráp lại cái trắng này, ta được cái trắng này, cái chấm ở đây. Con này nó sẽ vô đây, nó lật ngược lại, nó kích vô cái chỗ này, cái đỏ nó vàng qua.
căng này. Bây giờ mình đem cục này qua đây, cái trắng này nó ráp lại cái trắng này, nó được cái trắng ở chỗ này. Rồi. Cái trắng này ở đây. Mình quay cho nó lên trên. Cho nó xuống đây, nó ráp lại cái cây trắng này được ba cái viên trắng. Rồi mình đem cái trắng này vô đây là xong. Là được xong mặt trắng. Rồi, ta xong một mặt. Xong một mặt rồi, ta làm tiếp mặt khác. Cái mặt nào? Mặt đỏ. Đỏ đây, đem cái này qua đây. Rồi đem cái này qua đây. Đỏ nằm tốt bên này sao? Đem cái nữa. Rồi mình ráp vô ngay đây đi. Ra bây giờ đây luôn. Rồi mình kiếm cái cây ngang để ráp hai cục đỏ này vô, rồi đem vô làm về là đúng đây. Mình ráp lại cái này trước. Ráp viên này với lại như này. Rồi, ta có hai cái đỏ. Ráp cái này lại vô đây. Rồi, lên đây. Rồi, ta được cái cây đỏ. Rồi, đem cây đỏ này vô. Được mặt đỏ xong. Tiếp coi mặt nào nữa. Mặt xanh này đi. Xanh này, ghép này vô đây, là được cái mặt chỗ này. Xanh này xa quá. Đưa xanh này qua. Ghép cái nguyên cây xanh này vô cái đã. Ghép xanh này xuống đây đi. Đưa cái xanh này vô. Đưa xanh này qua đây. Đưa cái xanh này vô đây.
kéo xanh này lên đây, hay được cái cây xanh ở đây. Rồi, cho cái xanh này qua đây đi, để lát mình ghép vô đây, cho nó qua bên này trước. Xanh này vô đây, ta được nguyên cái khối xanh. Đó. Rồi, ta đưa nguyên canh này vô này. Đó, trở ra. Xong, ba mặt. Rồi làm mặt nào nữa, mặt mặt xanh này đi. Đưa này qua đây. Rồi, ghép hai cái này đi vô này để thành cái cây màu xanh. Quay nó lên, quay nó xuống, à, ghép lại vô đây. Rồi, được cây màu xanh, đem vô. Xong. Còn hai mặt màu vàng là màu cam, chúng ta đẩy tới đẩy lui là lát nó cũng vô hết. Rồi đem nguyên cái cây cam này qua trước này ha. Cam này dựng lên đây. Lấy cái này ghép lên chỗ này. Rồi. Lấy cái này ghép xuống chỗ này. Xong. Rồi, lấy nguyên cây này thế vô đây. Rồi, chúng ta đã ghép xong. Ghép xong cái phần xanh ở trong. Giờ chúng ta kiểm tra lại cái tâm, đúng tâm không? Trắng, đỏ, dương, lá, vàng. Rồi. Giờ chúng ta giải 3 nhân 3. Hồi nãy chúng ta ghép những cái đường này thì nó sẽ có thể dẫn tới cái BRT là như hồi nãy là nó bị lật cái cạnh. Lát nữa chúng ta sẽ lật cạnh lại. Mà nếu mà lật cạnh lại giai đoạn này chúng ta phải lật 3 lần và đưa những cái con trùng màu này trao đổi với nhau, chứ mình lật một lần là nó sẽ bị chảy cái trong. Lát nữa hy vọng sẽ có cái trường hợp đó cho các bạn xem thôi. Rồi giải 3 x 3 xanh này, xanh đó. Rồi, xong cạnh góc.
Rồi. Cạnh cam xanh. Đỏ xanh. Rồi, cái hai cành này kẹt ra lấy nó xuống. Chúng ta may mắn là số chẵn lần. Để mình làm cho nó ra một cái trường hợp. Giả sử như bây giờ bạn được đem vô đây, mình xoay lại để mình làm ra cái trường hợp, một cái trường hợp đặc biệt về cạnh bị lật. Xoay lại đó. Hai cạnh này bị lật, vì mình lật 3 lần. Cạnh này bị lật. Rồi, mình đổi cái đỏ này qua đây. Đây cái đỏ này. Rồi. Rồi mình đổi lại cái vàng này. Thì nó sẽ ra trường hợp cạnh nó bị lật. Rồi mình giải lại 3x3 cho các bạn xem. Đây, đây là lật lên số lẻ. Lật lên số lẻ thì bạn phải lật lại. Lật lại thì bạn lật một cái thì góc thì cạnh này nó về, nhưng mà ở trong cái phần xanh, phần con nó bị hư, nên buộc lòng bạn phải lật ba cái mà thay thế trùng màu nhau là nó xong. Rồi giờ mình sẽ làm, giả sử mình tới BDT này ha. Rồi, mình lật lại một miếng này, lật lại, rồi xuống, đem vô. Rồi bây giờ mình lật cái nữa, và đem cái đỏ này qua, hai cái đỏ này giống nhau, mình lật 3 lần thì thành số lẻ thì nó trở lại thành đúng. Rồi, giờ mình giải lại 3x3, nó sẽ vô. Nhầm nhầm.
Đó, xanh đây. Xanh, cam. Dương, cam. Đỏ, lá. Đỏ, dương. Rồi xong đây. Nó số 0 này là chẵn. Rồi mình lật lên thôi. S U R U R F. Rồi dấu gạch ngang. S R U R U F. Rồi ta lật lên dấu cộng. Làm cho đúng vị trí. Cái này đúng rồi. Rồi ta cho nó quen dòng là xong. Rồi đúng cạnh, rồi đúng góc, coi góc nào đúng, chưa góc nào đúng hết. Rồi, góc nào đúng, đây góc này đúng, góc này đúng, ta di chuyển hai lần là nó về. Nữa. Rồi, giờ lật hai góc này lên. D, R, D, R. D, R, D, R. Cái kia. R, D, R, D, R, D, R, D. Đã là. Rồi, chúng ta đã giải xong con sinh bơm 3 × 3V1. Con này cũng khá đơn giản, chỉ có bị BRT phải làm lại thôi. BRT thì cái BRT cái công thức dài nhất là mình đã làm ngay từ đầu á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.